công thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì đây clip mình quay cái hành trình mà tư vấn và thăm vườn của bà con nông dân ở xã Mơ Nông, xã Thầy, Con Tum. Thì hành trình tuy vào trời mưa nhưng mà kỹ thuật vẫn hỗ trợ hết mình cho bà con nông dân, vẫn tiến hành vào thăm vườn tư vấn kỹ thuật. Thì hầu như bà con biết á, trong cái đợt mưa dầm của tháng 5, tháng 6 năm nay á, và tới tháng 7 năm nay á, thì hầu như tất cả các cây trên dây của bà con nông dân chúng ta tốc độ lây bệnh nó rất là nhanh, phổ biến trong vòng chưa đến 24 giờ. Mà thứ nhất là bệnh phấn trắng nè, thứ hai là bã trầu, thứ ba là nấm, cái thứ tư là lở cổ rễ, chết nhanh chết chậm á. Thì những cái bệnh này thì tất cả vườn trên dây nó đều phổ biến. Thì với cái vườn này á, thì mình cũng đang quay bà con xem á, thì kỹ thuật cũng đang quan sát, thì cũng tư vấn cho bà con về cái tình hình bệnh chung. Thì cái vườn này là vườn của anh Tùng, thì anh có trồng với 800 gốc qua cái tham khảo và lấy ý kiến của anh. Thì anh cũng sử dụng rất nhiều thuốc rồi, nhưng mà cái bệnh phấn trắng virus này á, thì nó không có hết khỏi. Thì mình cũng khuyên bà con á, là cái vườn này á, và một số vườn khác á, thì bà con ở khu vực này á, là mua trúng giống bị nhiễm bệnh, nhiễm bệnh từ lúc nhỏ luôn, chứ không phải là khi trồng lớn là mới bị bệnh. Thì những cái vườn chanh này mình cũng có khuyên cho anh Tùng á, thứ nhất á, là cắt bỏ những cái đọt bị sắn đi, và cái thứ hai nữa là phun côn trùng chết thúc. Cái côn trùng chết thúc là những giống cái quan trọng nhất mà bà con chúng ta nên phun á, vì nó là cái nguồn gây bệnh và cái nguồn lây lan của nguồn bệnh. Ở những cái vườn mà nó bị bệnh á, bắt đầu nó chết thúc, nó đem qua những cái vườn tơ, cái vườn mới trồng để chích vào lá non, bắt đầu nó tiến hành lây bệnh cho những cái cây khác. Thì mùa mưa thì nó lây rất là nhanh. Thì bà con cũng thấy á, hầu như vườn nào cũng bị chung những cái bệnh mình nói ở lúc trước. Thì nên bà con phương pháp phòng, và cái phương pháp phòng mình cũng khuyên bà con á, là phòng luân phiên thuốc và những thuốc mà hóa học hay là thuốc côn trùng chích thuốc á, thì bà con cũng nên luân phiên chống phun một loại thuốc nó sẽ bị kháng thuốc. Và bà con cũng hay phun thuốc vi khuẩn nè, thuốc nấm nè, và một số loại thuốc đổ gốc để tránh tình trạng mà nó bị lở cổ rễ. Thì với vườn anh Tùng á, thì bên mình có hướng dẫn cho anh là phun hai loại nano gốc đồng. Thì cái dạng nano super này nó là chuyên đặc trị về cái virus, để phòng được cái virus không xâm nhập vào tế bào và không bị những cái lứa mới ra. Thì bà con nông dân ở này thì cũng hoang mang, thứ nhất là bệnh nó có bớt hay không và nó có hết hẳn hay không. Thì mình cũng tư vấn và cũng nói thẳng với bà con á, là bệnh nếu chúng ta phun định kỳ và phòng đúng theo quy trình thì nó sẽ không bị nữa, và những cái lứa mới ra nó rất là đẹp, không bị sắn nữa. Vì nếu mà thời tiết mà mưa mà bà con phun thuốc không đúng quy trình á, thì đôi lúc cái nguồn bệnh nó sẽ phát tán và lây rất là nhanh, làm cho chanh dây chúng ta nó bệnh và không bớt khỏi. Thì mỗi vườn có mỗi cái đặc tính riêng, có vườn thì bị bã trầu thì chúng ta xử lý nó đơn giản rồi, còn có vườn thì nó bị sắn lá không thì nó cũng đơn giản, mà vườn mà bị bách bệnh luôn, tất cả bệnh chung một lần á, thì cái này nó khó. Thì bà con phải dùng thuốc trong thời gian dài 5 đến 8 lần và luân phiên thuốc thay đổi với nhau. Thì qua vườn này mình cũng quay cho bà con xem về cụ thể. Thì hầu như bà con nông dân chúng ta đầu tư vào cái cây chanh dây cũng rất là nhiều vốn, chi phí rất là cao, nhưng ngược lại mà cái chi phí để chữa bệnh cho cây chanh dây á thì cũng rất là nhiều. Như vườn, như cây chanh dây mình quay trước mặt bà con xem á, nó bị virus, lá nó nhăn nheo và nó sần lên, và nó lá rất là giòn mà nó bị từ nhỏ luôn. Và qua đây cũng kiểm tra một số vườn lân cận á, thì cũng có một số vườn nó bị nhìn đỏ. Rồi kém phát triển, nói chung mới trồng lên tầm 2 đến 3 tháng là nó bị hết rồi. Thì hồi nãy giờ mình quay bà con xem á, ở dưới gốc á, thì nó lá rất là nhăn nheo sần sù, nhưng mà khi nó phát đọt mới ra nó rất là đẹp. Thì những đọt mới này mình khi mà con lên phòng đi, mà con phòng đúng loại thuốc, thì mình cũng phổ biến tùy theo những vườn mà bên mình có những loại thuốc riêng. Không phải vườn nào chúng ta cũng cho đặc trị riêng loại thuốc, mà những cái loại thuốc và những công thức pha nó phải khác nhau, luân phiên với nhau, để tránh tình trạng cây nó kháng thuốc và phòng thuốc như thế nào cho nó hợp lý. Thì vườn này á, thì mình cũng tư vấn cụ thể cho bà con, mặc dù thời tiết mưa nhưng vẫn thăm vườn và kiểm tra cho bà con xem về cái tình hình sâu bệnh. Và cái thứ hai mình khuyên bà con đó là kênh mương rãnh thoát nước, bà con nên cuốc và cho thoát nước tốt. Vì ở những vùng đất khác nhau, với vùng đất này á, thì từ trước mà mưa á, thì đất nó nhão, rất là nhão, nhưng mà khi từ trước nắng lên nó rất là khô cứng. Thì cái việc mà phá ván á, thì mình cũng khuyên bà con là phải phá, vì khi mà nắng mưa thất thường là làm cái lớp ván là cứng đi, thì qua đó là bộ rễ nó sẽ hô hấp và hấp thụ rất là khó khăn. Nên bà con phá ván, nhưng mà con lưu ý một điều á,
là khi phá ván á, là chúng ta phá từ từ thôi, chứ để tránh tình trạng mà làm đứt hết rễ của cây chanh dây. Nếu mà đứt rễ nhiều quá thì quá trình hút chất dinh dưỡng cung cấp cho cây á, thì nó sẽ rất là kém, làm cho cây chúng ta sẽ không có đủ chất dinh dưỡng nuôi thân lá và trái. Thì với chanh tơ thì cái việc khắc phục nó cũng đỡ hơn là cái vườn mà chanh tra có trái. Nếu có trái thì nó ảnh hưởng rất nhiều, nhất là trái bà con thu hoạch rất là khó khăn. Thứ ba, hai nữa là cái việc cắt tỉa. Thứ ba nữa là cái việc phun thuốc. Khi mà chanh dây lên vàng nó phủ rất là nhiều á, thì cái việc phun thuốc rất là khó khăn và tốn rất nhiều chi phí thuốc. Nên bà con khi mà chanh còn nhỏ chúng ta phòng và xử lý á, thì cũng rất là tốt. Thì qua clip này mình cũng quay cho bà con xem về toàn bộ cái vườn chanh dây 800 gốc của anh Tùng ở xã Mơ Nông huyện Sa Thầy, Kon Tum. Thì vườn chanh dây này nó cũng bị chung tình trạng nhưng mà nó lúc đầu á, côn trùng chích thuốc thì cũng có, mình cũng có cái lộ trình mà để cho anh Tùng xử lý. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo về trái cây thơm một lắc, để cập nhật những cái video hay của bên trái cây thơm một lắc. Xin cảm ơn bà con.